bảo châm chủ kênh tầm nhìn Việt Cộng. Tôi làm clip ngắn này để nói lý do tại sao tôi không hồi đáp lời mời phản biện với kênh phiêu đồng. Thưa quý vị, kênh của tôi là cái loa của đảng. Đảng nói gì thì tôi nói theo chứ tôi biết gì về lý luận hay phản biện. Trong trường tôi chỉ được học thuộc lòng, cô giáo nói chữ gì thì nhét chữ đó vào óc chứ có tranh luận gì, nên đến khi trưởng thành cũng thế, tôi chỉ biết nói leo theo đảng, chỉ biết bắt chước người khác. Thật sự tôi hơi bất ngờ về lời mời từ ông phiêu đồng chỉ vì tôi đem ông ấy lên kênh của tôi bình luận cho khán giả nghe về bọn phản động ba que. Ai ngờ, ông phiêu đồng lại mời tôi phản biện mới chết chứ, ông còn gửi email, rồi livestream mời tôi. Thật sự mấy hôm nay tôi vô cùng lo lắng vì tham gia phản biện thì cũng tiêu vì ông sẽ xỉ nhục tôi vì tôi rốt, mà không tham gia cũng nhục thật. Thôi, tốt nhất tôi không nói nhận lời mà không cũng nói từ chối. Tôi hứa với phiêu đồng từ nay tôi không đem ông lên bình luận lén nữa và ông cũng cam kết với tôi là đừng mời tôi phản biện nữa nhé. Tôi chỉ là thằng dư luận viên kiếm thêm tháng 3 cũ từ ban tuyên giáo Hà Nội thôi, tôi không biết lý luận phản biện gì cả, chỉ nói theo đảng du ngủ người dân và mấy kiều bào nhẹ dạ kém hiểu biết. Tên là Trịnh Quốc Thiên, tôi là một luật sư vì trước đây tôi chỉ là người photo copy cho văn phòng luật. Mặc dù làm cho văn phòng luật sư nhiều năm nhưng tôi chả biết gì vì tôi rất vô tâm chỉ biết cầm giấy đến máy bấm để photo mà thôi, tôi đâu có biết gì về luật pháp Hoa Kỳ, đâu biết gì về chính trị xã hội. Bây giờ tôi ở nhà ăn tiền bệnh từ chính phủ, không nhà cửa, không vợ con. Thế mà thằng phiêu đồng hắn mời tôi livestream phản biện với hắn mới mệt chứ. Giọng nói tôi trên trên rỉ rỉ khi đọc tin mà rất giống lúc làm tình nên chắc chắc thằng này nó cười tôi ngay từ vòng đầu. Thật sự không phải tôi dâm ô vì không còn sức, mà vì do tôi bị bệnh mập, khi nói thì bị cục mở nó chặn trên cuốn họng nên tôi trên khi đọc tin. Trong clip này quý vị nghe giọng tôi trong trẻo vì tôi edit giọng nói trước khi đưa lên cho khán giả nghe. Nhưng thằng phiêu đồng nó mời cùng livestream thì tôi không thể sửa giọng nói được, thế mới chết đó chứ. Nếu từ chối thì nhục quá vì tôi đã lỡ nói trên kênh tôi là luật sư. Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm sao, mong thằng phiêu đồng rút lời mời hay tôi cầu mong cảnh sát Canada bắt nó đi tù vì thằng này hung dữ lắm, hắn có đồ chơi nhiều lắm, hắn mua đồ chơi bất hợp pháp. Cầu trời cho nó đi tù để khỏi mời tôi phản biện. Vị, tôi là tiến lồi chủ kênh Thanh Long Hà Nội. Thật tình là tôi đang gặp rắc rối trong nghề nghiệp làm YouTube của mình. Vừa rồi ông Phiêu Đồng từ Canada có gửi lời mời cùng ông phản biện tranh luận vấn đề chính trị xã hội Việt Nam, mà thật sự tôi đâu có thể tranh luận được. Tôi lên kênh chỉ nói đôi ba điều chủ yếu động viên người Việt Nam an phận đi, ngày ba bữa cơm đủ rồi, không có khủng bố, không có bắn nhau là ok rồi thỉnh thoảng tôi mời mấy kiều bào có nguồn gốc là cộng sản lên phỏng vấn mục tiêu du ngủ người dân trong nước và ca ngợi đảng tôi chỉ nói để thu hút những người việt nam kém hiểu biết để họ an phận mà làm ăn đừng nghe theo phản động vấn đề lớn với tôi bây giờ không biết xử lý thế nào nếu nhận lời thì gay gâu đây làm sao tôi tranh luận một vấn đề lớn như thế tôi đâu có hiểu gì ngược lại nếu không nhận lời thì nhục quá giá như tôi đừng đem ông phiêu đồng lên bình luận thì đâu phải tìm cách đối phó thế này Dối quá quý vị, tôi không biết xử lý thế nào. Chắc tôi tìm người thay thế tôi phản biện với ông phiêu đồng, ví dụ như ông trưởng ban tuyên giáo trung ương vì ông này học chính trị từ trường đảng người ra. Đảng. Ông mê chơi game nhất là game trên mobile vì chơi nhiều nhưng vợ không để ý chứ chơi bằng máy tính thì vợ chịu chết. Thời gian qua, do thiếu tiền chơi game nên tôi tạo kênh youtube để kiếm tiền. Tôi vốn là thằng nghiện game nên chẳng biết nói gì nên đem chuyện ông già vân và mấy ông đệ tử của thiền am bên bờ vũ trụ ra nói. Sau khi vụ án này kết thúc nên tôi cũng không còn gì để bàn luận. Nhìn quanh trên mạng, tôi thấy người Việt Nam quan tâm đến hai thằng phản động ở nước ngoài đó là thằng Trương Quốc Huy ở Mỹ và thằng Phiêu Động ở Canada. Tôi cứ nói đi nói lại hai thằng này để kiếm tiền du thuyết. Tưởng yên ổn, ai dè thằng Phiêu Động phát hiện N ra tôi bình luận về hắn, thế là hắn bình luận gửi lời mời phản biện với hắn, mà phải livestream mới căng chứ tôi đâu có trình độ lý luận hiểu biết gì đâu mà tranh luận về chính trị, xã hội, cuộc sống Việt Nam. Tôi chỉ biết chửi hắn là phản động, là đê hèn, dùng tiếng Việt để chửi đảng và nhà nước. Mấy ngày hôm nay, tôi không chỉ chửi thằng Huy và không dám chửi hắn nữa vì tôi biết hắn sẽ mời tôi phản biện thì chết mất, chắc phải đào lỗ chui xuống quá, khán giả sẽ cười tôi, mất uy